người đàn ông nhận án phạt vì tung tin đồn có thai với nam thần Vương Nhất Bác. Trước đó, vào tháng 3 năm 2023, tài khoản có tên Hàm Hàm từng tung tin có bầu với Vương Nhất Bác, không chỉ đăng ảnh đã làm mờ bụng, đối tượng còn để lại bình luận dưới bài viết của hot girl Lý Ân, cho biết bản thân phát sinh quan hệ tình cảm với nam diễn viên. Cụ thể, Hàm Hàm khẳng định, từ khi người này mang thai, Vương Nhất Bác có thái độ lạnh nhạt, không quan tâm, còn uy hiếp để giấu vụ việc. Vì thế, Hàm Hàm không muốn gặp diễn viên Truy Phong giả và nhờ Lý Ân lên tiếng đòi công bằng cho mình. Thời điểm đó, vụ việc trên trở thành chủ đề nóng tại Trung Quốc, lọt top tìm kiếm trên Weibo. Với độ nổi tiếng của mình, Vương Nhất Bác gặp không ít rắc rối vì thông tin tiêu cực. Trước ồn ào dư luận, công ty Nhạc Hoa đã đưa ra văn bản phủ nhận và quyết định khởi kiện người đưa tin đồn sai sự thật. Thời gian đầu, Hàm Hàm khẳng định bản thân nắm trong tay chứng cứ quan trọng, không lùi bước khi đưa ra pháp luật. Sau đó, tài khoản Hàm Hàm đã lên tiếng xin lỗi, cho biết bản thân là người hâm mộ của Vương Nhất Bác. Bài đăng tung tin mang thai nhằm mục đích trêu đùa, không ngờ lại gây ra sóng gió. Dù vậy, phía nam diễn viên vẫn kiên quyết thu thập chứng cứ và sử dụng biện pháp pháp lý. Hơn một năm kể từ lùm xùm rúng động này, mới đây, ngày 24 tháng 5, truyền thông Trung Quốc thông tin, tài khoản nói trên đã xử phạt thích đáng. Số tiền mà kẻ xấu phải trả là 25.000 tệ, tương đương gần 90 triệu đồng. Vụ việc được chia sẻ lên các trang mạng nhằm răn đe dư luận. Khán giả cũng gửi lời chúc mừng đến Vương Nhất Bác đã thắng kiện. Đáng chú ý, người đứng sau tin đồn mang thai con của Vương Nhất Bác thực chất là đàn ông, giám đốc của một công ty, đơn vị sử dụng tài khoản giả danh để chạy bình luận tiêu cực hoặc tích cực theo đơn đặt hàng. Tiêu Chiến rút lui khỏi giới giải trí, chuyển nghề làm tiếp viên hàng không. Là một trong những đỉnh lưu lượng top đầu showbiz, mỗi động thái của Tiêu Chiến đều nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước một thông tin cho rằng Tiêu Chiến sắp rút lui khỏi giới giải trí để chuyển hướng sang công việc khác. Thông tin này vừa xuất hiện đã khiến dân tình nháo nhào đi điều tra nguồn gốc. Theo đó, trên thực tế không hề có chuyện Tiêu Chiến rút lui khỏi giới giải trí. Tin đồn này xuất hiện là bởi hình ảnh của Tiêu Chiến đã được sử dụng để minh họa cho tiêu chuẩn tiếp viên hàng không nam. Cư dân mạng cho rằng cũng vì anh chàng quá đẹp trai nên mới được đưa đi chuyển nghề. Không những vậy, ảnh thẻ của Tiêu Chiến trước đó cũng được dùng làm ví dụ cho thẻ an sinh xã hội. Ngoài ra, Học viện Mỹ thuật Trung ương cũng dùng hình ảnh của chàng Mỹ Nam Trần Tình Lệnh cho mẫu đơn đăng ký. Điều này cho thấy mức độ nổi tiếng của Tiêu Chiến không phải dạng vừa ở Trung Quốc. Ở thời điểm hiện tại, Tiêu Chiến đang là đỉnh lưu lượng đoạn tần của showbiz. Không chỉ có ngoại hình điển trai, mà diễn xuất của anh chàng cũng được lòng người xem. Sau thành công của loạt dự án phim truyền hình, Tiêu Chiến quay trở lại màn ảnh rộng với Tân Anh Hùng Xạ Điêu của đạo diễn Từ Khắc. Ngoài ra, hiện tại Tiêu Chiến cũng đang quay Tạng Hải Truyện hợp tác cùng Trương Tịnh Nghi. Có thể thấy, chàng Mỹ Nam hiện tại đang phát triển một cách toàn diện ở cả truyền hình và điện ảnh. Vị thế của anh chàng trong giới giải trí hiện tại đã khiến bao người phải ngưỡng mộ. Triệu Lệ Dĩnh lập thành tích không tưởng, Dương Mịch cũng phải chịu thua. Trong danh sách những vai diễn nữ có sức ảnh hưởng nhất mạng xã hội trong tháng 5 vừa được công bố mới đây, thứ hạng của nhân vật Thẩm Ly do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai ở Giữ Phượng Hành, khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Mặc dù Giữ Phượng Hành đã kết thúc được một khoảng thời gian tương đối dài, màn ảnh Hoa Ngữ cũng đã cho ra mắt thêm nhiều dự án hấp dẫn như Khánh Dư Niên 2, Cáp Nhĩ Tân 1944, Sắc Xuân Gửi Người Tình, nhưng Giữ Phượng Hành vẫn có sức hút đặc biệt trong lòng khán giả. Tại bản tổng hợp được tiết lộ bởi Powerstar, vai diễn Thẩm Ly của Triệu Lệ Dĩnh đã xuất sắc giành được ngôi đầu bảng, với chỉ số lực ảnh hưởng là 82.8 điểm. Trong khi đó, vai Quan Tuyết do Dương Mịch đóng trong phim Cáp Nhĩ Tân 1944 chỉ xếp hạng 3 trong bảng. Ngoài ra, bảng xếp hạng cũng chứng kiến sự càn quét khủng của dàn sao Khánh Dư Niên 2 chỉ vừa mới lên sóng ngày 16 tháng 5, có 4 trên 10 thứ hạng thuộc về các diễn viên nữ tham gia phim, bao gồm Lâm Viễn Nhi của Lý Thấm với hạng 4, Tang Văn của Vương Sở Nhiên với hạng 5, Đại Công Chúa Bắc Tề của Mao Hiểu Đồng với hạng 9 và Diệp Linh Nhi của Kim Thần với hạng 10. Quay trở lại với Giữ Phượng Hành, vốn là phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng, lại đánh dấu màn tái hợp giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân kể từ sau thời Sở Kiều Truyện lên sóng năm 2017. Thế nên sự quan tâm mà khán giả dành cho phim vô cùng lớn. Những thành tích mà Giữ Phượng Hành gặt hái được đến thời điểm hiện tại là điều không thể phủ nhận, nhưng phim chưa thực sự đạt được hiệu quả chiếu cao như đã kỳ vọng. Giữ Phượng Hành vẫn vấp phải nhiều ý kiến tranh cãi về ngoại hình nam chính Lâm Canh Tân, việc Triệu Lệ Dĩnh dùng lồng tiếng thay vì giọng gốc, hay như vấn đề kỹ xảo, câu chuyện tình yêu của Thẩm Ly và Hành chỉ còn bị chê là tình yêu trung niên. Sao Nữ 700 Ngày Không Ai Mời đóng phim, diễn dở đến mức mang danh thánh nữ khóc xấu.
Kiều Hân sinh năm 1993 tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc và tốt nghiệp khoa biểu diễn của Học viện Hí kịch Trung ương. Năm 2012, Kiều Hân tham gia bộ phim Gia đình Thất Cửu Hà Khai và chính thức bước chân vào làng giải trí. Dù khi đó cô chỉ là một tân binh non trẻ, nhưng diễn xuất để lại nhiều ấn tượng và cho thấy tiềm năng phát triển rất lớn. Sau đó, cô đóng một vai phụ nhỏ trong bộ phim cổ trang Đình Đám Lan Gia Bản. Có thể nói, khởi đầu của cô đã khá thuận lợi và tương lai con đường diễn xuất rất rộng mở. Tên tuổi của Kiều Hân được khán giả biết tới rộng rãi hơn khi tham gia Hoang Lạc Tụng năm 2016, đóng cùng Dương Tử, Lưu Đào, Tưởng Hân, Vương Tử Văn. Kiều Hân đã thể hiện khá xuất sắc một quan sư nhĩ ngoan ngoãn, hiền lành và tri thức. Thông qua vai diễn này, cô đã giành được sự quan tâm và yêu mến rộng rãi từ khán giả. Bộ phim không chỉ làm tăng đáng kể sự nổi tiếng của Kiều Hân, mà còn giúp cô giành được giải thưởng diễn viên mới của năm trong đêm hội Gào Thét EQG. Tưởng rằng với bước chạy đà như vậy, Kiều Hân sẽ sớm gia nhập hàng ngũ tiểu hoa nổi bật, bên cạnh các tên tuổi như Dương Tử hay Địch Lệ Nhiệt Ba. Thế nhưng, những bộ phim về sau của cô không tạo được tiếng vang nào đáng kể. Yên Ngữ Phú do Kiều Hân và Từ Chính Khê tham gia đóng chính, trong khi nam chính nhận được nhiều lời khen ngợi. Ngược lại, vai diễn của cô trong phim vấp phải nhiều lời phàn nàn từ khán giả. Nguyên nhân lớn đến từ tạo hình nhân vật. Dù được miêu tả là con gái trong gia đình quyền thế, tạo hình của Kiều Hân trong vai Thu Yên có phần đơn điệu và bị khán giả nhận xét giống một nha hoàn hơn tiểu thư. Đặc biệt, trạng thái biểu cảm của Kiều Hân được cho là vô cùng nghèo nàn. Khi tức giận, vui vẻ, tập trung suy nghĩ, cô luôn dùng một biểu cảm, đó là dùng miệng để diễn giải cảm xúc của nhân vật. Bên cạnh đó, dù ngoại hình cao ráo trắng trẻo, sở hữu đôi chân dài, chính điều này lại là hạn chế đối với Kiều Hân. Khi đứng cùng các cô gái trong trang phục cổ trang, ai nấy đều có vóc dáng mảnh khảnh dịu dàng, thì Kiều Hân trông càng đô con, nổi bật hơn so với các bạn diễn. Ngoài việc biểu cảm nghèo nàn, cộng thêm đôi mắt luôn lờ đờ như buồn ngủ, Kiều Hân càng khiến cho khán giả thêm ngao ngán với diễn xuất của cô. Đỉnh điểm là trong Tiểu Phong Bạo Hoa Hồng Thời Gian, cảnh khóc của cô đã chiếm vị trí top tìm kiếm Weibo, nhưng không phải vì diễn xuất xuất thần khiến người xem cảm động, mà là khiến khán giả thấy tức cười. Đáng lẽ ra trong một khung cảnh phải khiến cho người xem cảm nhận được sự đau lòng bất lực, khi nhìn nam chính rơi từ lan can xuống, Kiều Hân lại diễn một cảnh khóc vô cùng tệ hại, từ đó danh xưng thánh nữ khóc xấu đã thuộc về cô. Các dự án sau đó dù đóng cặp với dàn nam thần như Khu Vườn Mộng Mơ hợp tác cùng Cung Tuấn, Tiểu Phong Bạo Hoa Hồng Thời Gian hợp tác cùng Hồ Nhất Thiên, nhưng cũng không gây được tiếng vang, và tên tuổi của Kiều Hân cũng không bật lên được. Thậm chí, các blogger đã thống kê và phát hiện ra rằng, người nắm giữ kỷ lục cao nhất trong thời gian dài không gia nhập đoàn phim mới chính là Kiều Hân với 700 ngày. Dường như việc nổi tiếng hay không nổi tiếng trong showbiz không ảnh hưởng tới cô, bởi Kiều Hân vốn là tiểu thư ngậm thìa vàng từ khi mới sinh. Bố mẹ cô đều làm kinh doanh, nên sở hữu gia sản giàu có. Khi còn đi học, cô đã được đưa rước bằng siêu xe và sống trong khu nhà giàu tại Thượng Hải. Vì vậy, cô còn được ví von bằng những cái tên khá mỹ miều như Công Chúa Thượng Hải, Mỹ Nhân Chính ít giàu nhất Trung Quốc. Mặc dù chưa gây được nhiều tiếng vang hay có thành tích khiến khán giả trầm trồ, nhưng việc cô hẹn hò với đỉnh lưu Dương Dương bị khui ra đã tốn khá nhiều giấy mực của báo chí. Cả hai được cho đã lén hẹn hò tại London. Ngay sau khi bị phát hiện, Dương Dương đã lập tức chia tay với cô. Theo tiết lộ của giới thạo tin, sau khi bị Dương Dương đá, cô vô cùng bực tức, thậm chí còn bỏ ra gần 3,5 tỷ đồng chỉ để mua từ khóa bôi đen bạn trai cũ. Sự việc vô cùng ầm ĩ, về phía Dương Dương một mực không lên tiếng, trong khi Kiều Hân phải gánh chịu nhiều tai tiếng. Cộng thêm các dự án phim về sau không có gì bùng nổ, diễn xuất bị chê bai. Sau hơn 10 năm vào nghề, Kiều Hân ngày càng xinh đẹp nhưng sự nghiệp lại thụt lùi. Cho dù có chỗ dựa là gia đình giàu có, sẵn sàng vung tiền kiếm nhiệt thay vì trau dồi khả năng diễn xuất, cô cũng khó lòng có thể vươn lên tầm cao mới. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.